Ok, và đây là Hajime và Ruben, cái matchup năm thứ cái matchup thứ ba thì Ruben đã thắng Hajime với tỷ số là 2-0. Thì đây là cái matchup duyên nợ nhất, và hiện tại thì phải nói là hai player đang có phong độ rất cao, đặc biệt là Hajime đã thắng với tỷ số là 3-1. Thì ở trong thi ngập The Hill và MGP Ruben thì đã thắng thắng Hajime trong cái matchup thứ 3 với tỷ số là 2-0, và bây giờ là game thi đấu thứ 5. Game number 5. Game number 1, set number 5. Let's go. Sân khấu rất hoành tráng, tuy nhiên thì không có một khán giả, cũng chẳng có một cái player nào, à chỉ có hai team của China thôi. Good luck, good luck. Ok, mình không biết tại sao team Quiso có một cái camera tệ như vậy, internet chắc quá tệ. Bây giờ mọi chơi mà lag đúng không? 2-0, 2-0, 2-0, 1-3. Thật sự là match khởi đầu của CIL ngày hôm nay có những matchup nó nhanh gọn. Ruben Hill Spirit Royal Giant chăng? Royal Giant mà gặp cái deck Balloon Royal Resumen thì rất là khó đánh. Deck gần đây sử dụng của Ruben đó là Elixir Golem. Ruben đây là chơi Royal Giant đây rồi, Zappy không, Royal Hawk. Zappy thì nghĩ ngay đó Royal Hawk. Royal Hawk 3-3 and Hood, còn Hajime, đây là một cái deck mà có Balloon. Không, Ruben vẫn chơi Royal Giant, vẫn chơi Royal Giant và có Giant Skeleton nữa. Tuy nhiên thì trong cái turn này, ba con Zappy vẫn đã còn ở đấy. Liệu rằng nó có thể support được con turn này không? Được, còn Riot, con Giant Skeleton sẽ chặn được cái turn này. Và liệu rằng là con Zappy này nó sẽ tạo ra một cái lợi thế hơn cực kỳ mạnh ở trong cái matchup này. Tiếp tục là Royal Giant sẽ đứng giữ lại con Lumberjack và GG. Ruben đẩy hay quá. GG ở trong tuần này thì sẽ chặn được con đó thôi. Tuy nhiên thì ba con Zappy nó sẽ reset lại con Infernal Dragon. Mà Infisherman lao vào trụ. Thực sự phải nói là Ruben đánh hay quá. Ruben Phoenix quá hay luôn. Một Zappy và với cộng thêm bã Zappy nữa, quá tuyệt vời đến từ Ruben. Đây mình phải trên cái team Final Fantasy của mình nữa. Ruben đánh hay quá. Ruben là chắc là một trong những chắc chắn là một trong những player trong Fantasy team rồi. Fantasy. Mình sẽ remove Let me change my team, my fantasy team. Không cứ vào được trụ Balloon. I can change my team. This my team. I choose MVP, but Ruben. Play very good. Woo. Okay, one game. Easy. 真正要恭喜一下，Ruben是拿下第一。恭喜恭喜 ，Congratulations, Ruben, 1-0, lead 1-0. 就反正就是有优势，他就要咬死对面。对，就差点就出现了那种鱼不过藤，像冰球这样搏一搏。Okay, 我觉得他的 level game number 2, set number 5, MGP và no, sorry, Ruben và Hajime. Cái match đầu tiên phải nói là Ruben đánh quá hay, phải nói Pirate quá hay luôn, đọc bài quá hay. Phải nói là một, chắc là sau cái trận đấu này mình phải trở thành một fan của Ruben quá. Lên đi nào, chúng ta sẽ lấy nhanh lên. Các player đến các người chợ, người xem đến từ nửa bên kia bán cầu bây giờ họ đang ngủ luôn. Nửa đêm, đặc biệt là các
để xem đến từ Nam Mỹ, khu Nam Mỹ. Ok, let's go. Game number 2, set number set number 5. Hai Jimmy, Ruben. Ruben mình biết rất lâu, từ năm 2018 cơ. 2017, 2018 là mình đã biết Ruben rồi. Đánh rất hay. Mình còn nhớ cái deck của Ruben, nó là deck Dark Goblin, Barbarian, Barbarian Battle Ram chứ. Pekka, deck rất hay. Rồi, Hai Jimmy, Miner, Ruben, Lava. Chúng ta có thể xem là Ruben sẽ đánh cái deck gì đây. Ruben sẽ đánh sử dụng Lava phiên bản nào đây. Hình như Hai Jimmy cũng chơi Lava, cái deck ưa thích của anh ta. Đúng rồi, đây là phiên bản con rất ưa thích của Hai Jimmy. Và liệu rằng sẽ có một cái Fireball hay Arrow đây. Hình như là hai bên là Mirror Matchup rồi. Nếu Mirror Matchup kiểu này thì thực sự phải nói là Hai Jimmy sẽ có lợi thế hơn, bởi vì Hai Jimmy anh ta, cái bài của anh ta đọc rất tốt. Và đơn giản đây là cái deck của anh ta. Deck của anh ta chơi rất nhiều và anh ta hiểu được cái kỹ năng, hiểu rất rõ hơn ai hết. Ruben muốn là sử dụng lại cái bài của chính của Hai Jimmy và bắt bài, tuy nhiên thì đây là Mirror Matchup rồi. Và phải nói là Hai Jimmy anh ta đẩy quân này hơn, mặc dù là anh ta chưa có đẩy cần đẩy Lava. Nhưng anh ta đã có được rất nhiều đam Goblin. Goblin cây có tận 2 hit nữa cơ. Và bây giờ thì Ruben thế này không ổn rồi. Khi Mirror Matchup mà bên nào có lợi thế hơn về máu trụ thì bên ấy sẽ thắng. Và cứ đánh theo kiểu cycle như vậy. Mình đang cần chờ đợi rằng là Ruben sẽ có một cái thẻ bài khác biệt đi. Fireball không? Hình như không có Fireball. Tuy nhiên là sẽ thủ được không? Vì có Skeleton. Rất tốt, vẫn thủ được. Và đây là thời điểm mà Hai Jimmy không có một Fly, không có một thanh lựa cho Fly Machine Bay Barbarian. Ok, vẫn thủ được, tuy nhiên thì Ruben trong cái turn vừa rồi đang gọi là kép lại khoảng cách giữa hai bên. Vì là trong turn vừa rồi, khi mà các bạn thấy là Hai Jimmy đã có một cái lợi thế về máu trụ đã tận 1600 rồi. Tuy nhiên thì Ruben anh ta cũng rất cố gắng. Thôi kệ con Miner đi, tại vì con Miner kia cũng không thủ được. Không, cần phải đẩy một Lava nữa. Miner phía sau. Arrow, không, Arrow coming đây rồi. Không chết hai con chết Skeleton ra. Thôi xong rồi, Barbarian. Đây là thời điểm Barbarian. Hãy rất cẩn thận cho cái Flying Machine và Goblin Cake này, không cần đủ máu. Ok, vẫn thủ được, và đây là thời điểm mà Hai Jimmy có lợi thế hơn. Và có một cái Miner nữa không? Miner cần đẩy lên Goblin Cake, Miner. Hai Jimmy sẽ sử dụng Barbarian để bắt Miner. Arrow. So glow. What the fuck? What the fuck? What? Holy shit. Congratulations, Team Queso. What the fuck? Ruben. What? Congratulations. 我感觉这个整场, Hajime是打了一整场的好牌, 最后一波是